Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai đội trưởng. Đầu tiên sẽ là đội trưởng của đội Dòng Tố. Xin mời. Thưa quý vị, đó là diễn viên Thuận Nguyễn. Thuận Nguyễn, dạ. Đội của em đội Dòng Tố, nhưng mà em ra coi bộ chỉ là gió heo may thôi. Nó nhẹ nhẹ thôi, chưa có giông tố lắm. Giờ nè, có 5 anh em rồi nè. 5 anh em cùng tạo lại một cơn giông tố cho anh xem. 2, 3 giờ có mặt rồi mình làm lại nha. 1, 2, 3 giông tố, giông tố, giông tố. Ai, còn bây giờ sẽ là đội trưởng của đội số đỏ. Xin mời. Và thưa quý vị, đó là diễn viên Cao Thái Hà. Em ơi, nguyên vàng đỏ và đen, tự nhiên em có cái màu vàng vô giữa em nổi bật luôn đó. Tưởng tượng đi, nguyên một cái bánh trung thu có cái cục trứng ở giữa, cái trứng muối ở giữa. Nổi bần bật vậy mới được chứ. Rồi nói giai điệu. Còn 10 giây, nhanh lên, chạy. Anh chọn cây vàng đi, cho cây vàng đi. Nhanh lên, không, nghe đi. Cây cơm nguội vàng, cây vàng lá đỏ, hai cái. Cây cơm nguội. Cây cơm nguội. Cây vàng, cây vàng. Cây vàng, quay đây, quay đây, quay đây. Hết giờ. Vừa nhớ đúng lúc, em vừa nhớ lúc cuối cùng luôn anh Nghĩa ơi. Còn một giây cuối cùng thì em thấy em trai chạy qua bên cây bàn đứng. Ban đầu thì em tính chọn cây sáu đúng không? Dạ. Em biết bài này không? Dạ không. Không biết bài này. Có mình Thuận Nguyễn, hình như anh biết là em có biết. Bởi vì thấy em nhậm. Nhưng mà bởi vì trong một cái khoảng thời gian nó cũng hơi gấp và bất ngờ, cho nên là em cũng không có kịp nhẩm ra được cái lời của bài hát. Anh sẽ công bố đáp án cây bàn. Chính xác. Mình thấy rất rõ niềm vui của hai chàng trai khi đã lựa chọn đúng đáp án từ cái sự gợi ý của đội trưởng. Chỉ có điều đội trưởng sau khi gợi ý thì đội trưởng không có đứng ở chỗ đó, mà đội trưởng chạy qua chỗ khác đứng. Quán của anh, quán của anh. Quán. Thiệt. Tiếp theo, cây gạo và cây cơm nguội. Anh công bố cùng một lượt. Xin mời. Và đáp án đúng là cây cơm nguội. Chúc mừng cả đội. Hai đáp án mà các bạn lựa chọn đều chính xác. Mời về chỗ. 10 triệu đồng. Thuận Nguyễn, giờ bình tĩnh nè, nhớ câu hát đó chưa? Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàn lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thơm nâu. Hà Nội mùa thu Hà Nội, trời ơi, nhớ Hà Nội. Chúc mừng. Bài này rất là quen đúng không?